Sau khi thành công với chiếc máy trồng rau Aerofarm giúp cho hàng nghìn hộ gia đình có những bàn công rau xanh non mơn mởn, thì anh Phạm Thành Lộc tại xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục hành trình đi tìm giải pháp sống xanh của mình. 2 năm nghiên cứu, không ít lần thất bại, thử nghiệm rồi lại thử nghiệm. Cuối cùng thành công lại một lần nữa mỉm cười với anh khi lần đầu tiên dây chuyền trồng rau theo công nghệ khí canh trụ đứng được lắp đặt với quy mô lớn lên tới 1.000 m² với mức chi phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Mô hình V6 nó còn hạn chế của nó là do cái trụ bố trí nó đứng yên một chỗ, cho nên cái giai đoạn cây con á thì qua khảo sát mình thấy nó lãng phí cái ánh nắng sẽ còn dư sẽ trội xuống rất nhiều. Do đó chúng tôi là mới thiết kế ra cái hệ thống gọi là cấp treo Aerocap để sao để giải quyết cái giai đoạn cây con á, thì mình có thể để những cái trụ gần lại với nhau, giai đoạn cây nhỏ như thế này thì tối ưu hóa được cái giai đoạn cây con và cái cây trung để cho mật độ cây ở giai đoạn này được cao nhất. Thì khi cây lớn lên thì cái hệ thống sẽ di chuyển ra xa và đến giai đoạn cây chuẩn bị trưởng thành thì nó sẽ rộng như thế này. Với dây chuyền trồng rau theo công nghệ khí canh trụ đứng, mỗi trụ rau sẽ có chiều cao khoảng 3 m, trồng được hơn 60 gốc rau tùy loại. Các trang trại hoàn toàn có thể tận dụng tối đa diện tích đất và các khoảng không vốn có, vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, lại nâng cao năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, việc di chuyển các trụ rau sẽ tạo nên những vùng sản xuất riêng biệt, giúp dễ dàng kiểm soát và hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo mầm sâu bệnh cho rau. Trong giai đoạn hiện nay, thành phố đang hướng đến nông nghiệp đô thị. Và tôi nghĩ rằng mô hình của anh Thành Lộc là một trong những cái điển hình khá là tích cực. Và trong thời gian sắp tới với cái quá trình phát triển đô thị hóa của thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay diện tích nông nghiệp ngày càng thu hẹp, thì tôi nghĩ rằng cái mô hình này nó có một cái ý nghĩa và tầm quan trọng để làm sao định hướng phát triển nhân rộng mô hình này nhiều hơn. Đặc biệt nữa gắn với các chung cư cao tầng, gắn với những cái khu vực quy hoạch để làm sao từng hiệu quả mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vui mừng, hạnh phúc là khi anh Lộc được nhìn thấy những chiếc máy trồng rau của mình hoạt động trơn tru tại các trang trại và cho ra những sản phẩm rau an toàn đến tay người tiêu dùng. Hành trình đi tìm giải pháp sống xanh của anh Phạm Thành Lộc dự kiến không dừng lại ở đó mà sẽ được viết tiếp bằng nhiều dự án, nhiều công trình và nhiều sáng kiến độc đáo trong tương lai.